hả? Ông chết rồi. À, ông mất lâu chưa bà? Mất lâu lắm rồi. Dạ. Cậy ngủ đi thì. Tôi còn khám phá cái trò của bà nha. Ừ, có bà. Sao đâu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bùi đang có mặt tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và hôm nay thì được sự hướng dẫn của anh Lê Nguyễn thì hai anh em đang có mặt tại một cái căn nhà hoang của một bà cụ hơn 60 tuổi, bị con hắt hủi nên bà phải vô đây sống một mình. Và sự thật như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và em Phong Bùi vào thăm bà nha. Và đây là cái ngôi nhà của bà. Hư hết rồi ha. Anh Nguyễn có chia sẻ đây là cái căn nhà hoang hả anh Nguyễn? À, con chào bà. Nguyễn hả? Nghe tiếng. Dạ con Nguyễn, con Nguyễn. Trời ơi, không đợi bị hết chứ là mẹ ơi. Trời ơi, má mừng cảm xúc như là. Dạ, tụi con bạn của anh Nguyễn ghé thăm. Ừ, trời ơi. Dạ, con chào bà. Hai đứa. Dạ, dạ. Hai đứa cháu đâu nữa. Đâu giờ tao không có cháu, giờ tao nhìn hai đứa bay đi. Nghe. Trời ơi. Trời ơi. Bà cụ. Mừng quá rồi mẹ ơi, tao nãy giờ tao đợi mày. Tao mới chung vô mùng, mới chung ra. Dạ, dạ. Chưa có ngủ. Bà ở đây với ai vậy bà? Tôi có Nên hả con? Ở con mình Nên. Ừ. Dạ. Bà ở đây lâu chưa? Lâu lắm rồi. Bà lâu lắm rồi. Dạ. Hai con mắt bà không thấy đường à? Có con một à. Con này nó cườm. Con này bà bị cườm. Còn con bên đây thì bị từ nhỏ hay sao bà? Ờ. Dạ. Trời ơi trời. Hai đứa bay lại. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Con gà không biết nhiêu nữa. Tuổi con gà. Tuổi con gà vậy là 66 tuổi. Đông mừng quá. Dạ dạ. Mai đi không? Dạ mai bà. Sáng mai con dẫn bà đi. Chia sẻ thêm một cái thông tin cho cô bác anh chị được rõ là bà thì bị mù không thấy đường. Nhưng mà ngày mai bà đón nhận một cái tin vui. Đó là tin vui như thế nào anh Nguyễn? Như là sáng mai là mổ mắt cho bà là cái mùng 9 để mà khai trương. Bà cũng trông chờ mong đợi rất là lâu. Chú ý là để sáng mắt để mà tôi sinh hoạt đó. Sau cái câu chuyện đó thì bà cũng khá là lâu rồi, chuyện cũng đáng buồn. Tại thì mong bà đó thì chia sẻ một đoạn cho bên cái kênh của em Phong Bụi và Bùi Hồ đó biết nó sự việc nó tăng cường thân tí đó mà. Con bà bỏ anh như bà như thế nào á? Dạ, nó đuổi tôi cấp tôi ở nhà trọ, nó mướn cho nhà trọ phải không? Cái nó đuổi tôi, nó nghiến gần, nó nói bà đi đâu, bà chết đâu, bà chết đi, bà đừng về đây nữa. Đó. Giờ tôi ở có anh rồi chứ mấy chú ơi. Bà có mấy người con? Con đứa một rồi. Còn người con trai hay là người con gái bà? Gái. Rồi ông đâu bà? Không hả? Ông chết rồi. À, ông mất lâu chưa bà? Mất lâu lắm rồi. Dạ. Lúc trước đây thì bà ở đâu? Cũng ở nhà trọ. Ở đâu người ta cho mình ở thì mình ở à. Dạ. Ở nhà trọ chỗ anh đó, chỗ người ma đó. Bà ở nhà hoang chứ bà ở nhà ma. Bà nói bà ở nhà ma luôn á. Nhà ma là cái nhà mà người ta không ai dám ở hay sao vậy anh Nguyễn? Dạ. Cái nhà ma nó không ai dám ở nhưng có bà ở thôi. Con anh tôi à chú ơi, tôi không có sợ ma, không có sợ gì hết trơn á. Quả tôi ở được. Chắc có lẽ là mình nhận thấy được là bà đang thiếu một cái tình thương nên gặp nên gặp mình với lại Phong với lại Lê Nguyễn nè. Bằng tuổi con cháu của bà nên bà rất là mừng. Hai tay bà cứ bấm chặt à. Ở đây rồi ai nấu ăn cho bà ăn? Thì nấu cơm điện đó, ghim vô nấu chứ có gì đâu. Dạ. Không thấy đồ rồi mò. Rồi mần cá rồi sao bà? Không có mần cá, mua cá ăn không à? Mua cá ăn không à? Ừ, mua gửi ra mua ăn. Rồi tiền bạc ở đâu mà bà có mà bà mua gạo, mua mắm, muối? Không có gạo người ta cho ăn hết. Gạo người ta cho? Gạo người ta cho ăn hết nữa chú ơi. Bà nắm tay mà. Gốc của bà là ngày xưa giờ ở thành phố Long Xuyên này luôn hay sao? Dạ, anh người? Dạ, bà ở Long Xuyên. Dạ. Hai con ơi. Bà thấy hai đứa mừng hết lớn. Dạ. Con thì trong cái dịp Tết đó con. Thì bà ăn Tết như thế nào bà có thể kể trời cho ơi, có ăn Tết gì không? Có mua thịt mua cá rồi để nó ăn chứ nằm trên võng á đưa tối ngày con ơi không có đi đâu được, bà tức mình lắm.
có đi chơi được đâu. Con của bà đã bỏ bà từ năm lúc bà bao nhiêu tuổi bà? Con cũng hai đứa con cháu ngoại rồi, hai đứa cháu ngoại rồi nó mới đuổi. Dạ. Hai đứa cháu ngoại lớn hết trơn rồi mà không có nhờ cậy gì đâu. Không có đứa nào thăm nuôi, Tết nhất nó cũng lại thăm nuôi nữa. Đuổi đó chú ơi. Đuôi buồn nó ngồi nằm giọng nó khóc hoài. Anh nhiên nguyện nó lại nó mừng. Ngày mai là bà sẽ có ánh sáng. Dạ. Thì không biết là bây giờ tâm trạng của bà như thế nào. Tại vì ngày mai bà sẽ nhìn được thấy được mọi thứ xung quanh. Dạ. Đuôi nói với nguyện á, giờ tao không mong ước gì hết trơn. Nguyện ơi, tao mong cái ánh sáng cho tao thôi. Bà nói chung là không cần vật chất, không cần điều gì cả. Ừ. Chỉ cần cái ánh sáng thôi. Ừ. Tự sinh hoạt. Ừ. Thì cái trước á, thì bà che cái liều đây nè. Thì mưa trong cái thời điểm Tết á, dột. Thì bà tự bà di dời vô trong cái này. Thì cái căn chòi bà như thế này. Tại vì ở đây dột, ở tạt mưa quá gì trường, con ơi. Tạt quá trời tạt rồi mới gì đi di dời vô đó ên chứ không có ai tiếp đâu. Con mò mò rồi màng xí mẹ gì. Thì bà bữa nay bán cái gì bà? Cho con ông thịt rồi, thịt hết rồi con ơi. Hết mua thì thịt rồi đó. Thì mỗi lần bà ăn bà đẩy như là cái bánh này ai cho bà vậy? Hả? Cái này ai cho bà vậy? Bánh hả? Bà kiếm cho đó. Ai cho? Anh Hồ quay cho mọi người xem cái không gian sinh hoạt của bà đi ha. Cái phát nước của bà đây nè. Bà ừ. Chuẩn bị để bà cho ừ. Bà uống. Bây giờ thì mời cô bác của anh chị xem cái không gian sinh hoạt của bà trong cái ngôi nhà. Coi như là anh Nguyễn nói là trong ngôi nhà hoang này. Dạ. Ở đây thì cái việc mà sử dụng điện nước thì như thế nào anh Nguyễn? Nước thì những cái nhà cạnh bên như bên đây và bên đây ta cũng cho điện nước xài miễn phí và không lấy tiền bà. Mỗi lần có cái người ở xóm đó thì ta cũng vô nước dùm cho bà trong cái kiệu á. Thì cái nhà vệ sinh thì bà nằm ở phía sau. Mỗi lần bà đi thì bà lần bà đi. Trong đó rất là tối, rất là âm u. Dạ. Cái vợ chỗ đau hủ mà. Ở đây là cái không gian sinh hoạt của bà cụ. Ở trong một cái ngôi nhà này nếu như mà mình đi mình đôi mắt của mình nhìn thấy ánh sáng á thì mình đi nếu như mà những cái bước chân của mình mà nó không vững thì nó sẽ lọt xuống cái kẽ như thế này. Ừ. Mà nhưng mà đôi mắt của bà thì bà không có thấy đường á. Một phần là dán nè, một nè, một phần là thứ hai là mắt của bà không thấy đường nữa. Đây nè, ở trong nhà ở chỗ tôi ngủ cũng lủng lỗ tẻ đổ mẹ như là kẻ rất là nguy hiểm. Vừa rồi bà té chập chân đó. Ừ. Bầm cái chân hết. Ừ. Té rất là nhiều. Ừ. Đây nè, chụp lỡ hoài có cái cầu thang đó và dưới này nè. Bà té như thế nào bà có thể kể lại cho đây bà nghe bà. À, vô đây ra đây phải không? Dạ. Té cái mặt ngã ra gì tôi tưởng tôi chết rồi. Hồi dạ. Từng hồi không ai đỡ lên đó. Dạ. Hơi tôi tỉnh lại. Dạ. Là tôi ngồi dưới anh lên. Thì té cầu thang mấy lần vô cầu tắm không thấy đường đó, té nằm xuống luôn. Biết mấy lần đó. Cái không gian đây là cái nơi ngủ của bà. Dạ. Ở trên này thì được phủ bởi những cái tấm bạc là lý do là mưa hay sao anh Nguyễn? Mưa dột. Bữa cách đây vài ngày thì bà ở phía trước thì bà về đây, tự bà về luôn nè. Ừ. Thì bà kia tạm bợ như thế này nè, rất là tội. Bên cái dách nè, bộ hồ thấy không? Ừ. Mưa sẽ bạc. Đúng rồi. Những cái gì ảnh ở đây đó, nhà hoang á thì ông bà thì cái mặt đó sạm hết rồi, bộ hồ thấy không? Sạm. Ở đây làm dừng những cái miếng tôn trên như thế này là mưa quá ấy, anh Nguyễn. Gì ngủ là lủng lỗ tình mình như cậy ngủ tí đi. Cho con khám phá cái chòi của bà nha. Ừ có bà. Sao đâu, làm đi. Nói nè. Chỗ ngủ của bà nè. Ngủ đơn giản thôi anh Hùng. Nó có gì đâu. Ở trước thì lủng lỗ chành mành vậy tôi để tôi nằm thí à. Rồi tối rồi mưa rồi nó ướt phía bên đó sao bà? Thì nó có dừng chút đỉnh rồi đó con. Có dừng rồi đó. Dừng chứ không có chưa nhầm gì đâu. Đi chừng chừng đó. Cái này nó ở đây yếu lắm con ơi, tôi đi từ từ. Ở đây là những cái di ảnh này là của những cái bức ảnh này là của chủ nhà ở ngôi nhà này hay là có người thân với bà không anh? Dạ, không, không có người thân. Không có người thân ha. Của chủ nhà thôi. Ừ, của chủ nhà tôi nói với mấy bà sáng mắt rồi đi đốt đèn đốt nhang cho mấy bà. Đây là một cái bàn thờ đã cũ kỹ rồi. Ừ.
Còn trên đây thì bỏ lại đôi chài. Nãy giờ em quan sát á anh Hùng, em thấy là khi mà anh Nguyễn bỏ đi á thì bà cứ hay níu cái chân. Muốn ý là mọi người ở lại chơi thấy không? Sợ anh bỏ đi. À thấy không? Bà rất là quý mến. Bà thiếu được tình thương con cháu và con gái bà. Không có quan tâm và chăm sóc bà. Cái này con chia sẻ thật với bà nha. Dạ. À, thí dụ như bây giờ như nè. Tụi con đến thăm bà. Dạ. Tụi con quay một cái đoạn clip ngắn. Dạ. À, lỡ như con cháu của bà xem được cái đứa con mà đã từng bỏ rơi bà. Trời ơi dễ vậy mày ơi. Nhưng mà bà muốn nhắn nhủ gì cho con mình không? Không. Giờ tôi nói gì con nghe. Vì ở đây á từng nào chết gì không có gia, không về tới nhà nữa. Thì gì nằm đây chết chứ không bao giờ về chồng. Con nói vậy là con biết rồi đó. Nhưng mà người ta thường nói là con bỏ cha mẹ chứ cha mẹ đâu có bỏ con đâu. Không. Nó chữ tôi á cấp đưa về chồng tôi thấy đường phải không? Tôi về chồng tôi thấy đường. À, về chồng. Nói chữ. Nói đây à, làm gì đi về hoài vậy? À, đi đâu đi. À, bà tự giận mà chết đi. Mà ngặt tôi chưa chết sao chết được? Tôi muốn chết lắm mà chết không được. Dạ. Yeah. Có một cái nữa mọi người, à, ngày mai á là bà sẽ có thêm ánh sáng. Yeah. Và đó là cái ước mơ của bà từ bấy lâu nay. Yeah. À, thật sự thì chắc có lẽ nếu như mà bà có được ánh sáng thì bà sẽ trở về nhà. Không. Và bà sẽ trở lại cái căn nhà quan này. Ừ. Và bà sẽ không thể nào ngờ rằng mình đã trải qua một cái khoảng thời gian dài sống trong một căn nhà mà nó mục nát như thế này. Yeah. Bà điều mà khi mà bà thấy ánh sáng đầu tiên á thì bà sẽ mong ước là nhìn thấy thứ gì đầu tiên? Sao ơi, giờ mong ước á ánh sáng là gặp Nguyễn thôi. Anh Nguyễn là người sẽ ngày mai sẽ chở bà đi mổ nè để mang lại sáng. Ánh sáng thì tao gặp Nguyễn mới vừa ổn đó. Con rất là vui, rất là hạnh phúc. Vậy là anh á, anh sẽ ở sau phòng mổ để cho bà thấy anh đầu tiên. Dạ. Ừ, đầu tiên như gặp Nguyễn thôi. Tao giờ tao không mơ mước ai hết trơn á. Ở này con hỏi thêm nữa là dạ. Bà bây giờ bà chưa thấy, bà mô tả thử khuôn mặt của anh Nguyễn như thế nào. Ốm to. Mô tả thử trong hình dung mà. Đâu có biết đâu. Nên đâu có thấy đường đâu mà thay lên tả con. Ừ, thì gặp nó thôi mừng thôi, nghe nó nói chuyện ngoài đường là tôi biết rồi, biết tiếng nó rồi. Có không có có Nguyễn lại nó mừng lắm mẹ ơi, không có con cháu đó, con cháu rồi Tết nay đâu có lợi đâu. Cái căn nhà này thì có chủ nhân không ta? Có chủ nhân. Và nếu tại vì nhà không phải nhà của bà cho nên mình sửa lại nó cũng khó lắm. Ừ. Nhưng mà tại sao là chủ làm ăn khấm khá rồi để cái nhà này hay sao anh? Người đi làm xa ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta để lại thì đây là quan trắng thì có căn nhà này cũng bà con thân thuộc cũng cái căn nhà hoang này cạnh bên người ta cũng cho. Dạ. Bà ở thấy bà cuộc sống bà khó khăn gì đó xin bà để mà kêu bà về. Lúc trước bà ở căn nhà hoang. Dạ. Ở chỗ đó rất là nguy hiểm. Dạ. Ở đây thì cũng có đèn và có những cái nhà bên cạnh đó thì cũng đỡ cho bà. Chứ chẳng là thôi lâu thì có một cái nhà ở giữa sông gần bờ sông. Chỗ đó là không có ai hết trơn cái chú ơi. Thôi thì bây giờ mời mọi người ra ngoài sau nơi cái bà sinh hoạt hàng ngày để mà nấu nướng nha, cũng như là đi vệ sinh. Đi đường này luôn anh? Đi đường cặp bên kia. À, đi đường cặp bên kia. Chẳng có đèn đuốc gì hết, mà cứ lằng mà đi. Thì bà đi thì. Rồi bà nấu nướng ăn chỗ nào anh Nguyễn? Bà không có nấu nướng gì, chỉ có cái lò cơm thôi. À. Ăn thì ăn nước tương. Thì trước khi gặp là cũng có một số tiền ít ỏi đó, bà con mạnh quân cũng cho bà để mà rễ đồ ăn đó mua về cho bà ăn. À. Trước ăn nước tương với chao không à, không có tiền. Đâu ra tôi cần giá yêu cầu tôi ánh sáng tôi ăn tương ba bữa. Ánh sáng bà có bà nhìn bà nhìn được thấy ánh sáng là bà sẽ ăn tương một ngày ba bữa. Dạ. Ờ, ráng ăn ba bữa. Ừ, ráng ăn con ơi chứ bà không dám giá nhiều. Còn giá đâu mâm cơm nữa nè. Rồi thì ánh sáng đi rồi mua đi chợ mua đồ gì rồi. Nấu cúng người ta. Đứa gái hoài trời ơi, gặp Nguyễn là mừng dữ lắm.
không có con cháu. Bây giờ tao mừng lắm mấy ơi. Cái không gian bếp là cái không gian là sau lưng em á Phong. Em nãy giờ chưa thấy cái bếp ga ở đâu luôn á. Không có bếp ga con ơi, nồi cơm bà, điện con ạ. Nấu cơm cơm điện nhưng mà nấu cơm điện. Các bà kỹ. Ăn cơm với nước tương. Cái bà giấu trong cái mùng mà. Không có, tao đến mai đi tao giấu trong tủ. Sợ tao lấy hả? Ừ. Bây giờ nửa đêm bà ngủ cái con biết chỗ cái con lén lén vào sao bà biết? Sao không biết? Ai mò vô tao biết hết trơn à. Nghe tiếng động. Ừ, tiếng động. À, ai đi là tao biết. Đi vô là tao hỏi ai rồi. Ngõm ông cho ông lại lấy đồ. Cái tao nằm võng á, xong tao thấy bóng. Tao hỏi ai ạ? À? Cái nơi tôi ông cho nè. Đó, tôi thấy bóng hết trơn à. Mà không biết thấy người. Bà ở đây bà có sợ ma không bà? Không. Không sợ gì hết trơn ơi. Giờ liều ở rồi. Giờ sợ ma gì nữa giờ. Dạ. Ma cỏ đâu mà sợ. Trời ơi trên đảm rồi tôi còn ở được mà. Tại người ta đuổi chứ tôi ở trển á. Bà là nếu mà bà về thì bà sẽ bất ngờ về căn nhà của bà. Tại vì nãy giờ tụi con đi á, tụi con rất là sợ câu chuyện là sập cái căn nhà này. Ở phía sau là coi như con mô tả cho bà thấy là nó mục quá trời. Hư hết rồi, mục hết rồi. Mục hết rồi. Dạ. Ở trong này cũng mục nữa nè. Trong mùng nè. Để tôi ăn ánh sáng đi tôi sửa lại. Chứ ai mượn ai giờ con ơi. Ngày mai là bà sẽ đi mổ và sau khi mổ thì bà cũng phải dưỡng sức rất là nhiều. Dạ. Mà một mình bà lớn tuổi như vậy, xin lỗi là con quên tên bà nhiêu tuổi rồi? 66 tuổi. À bà xin tuổi nãy bà nói tuổi á. Dậu. Hôm nay thì tụi con đến thăm. Dạ. Cũng muốn chia sẻ cái hình ảnh này trước ngày bà có được cái ánh sáng. Dạ. Thì coi như là coi thử là cái tâm nguyện của bà như thế nào. Ừ. Dạ. Bà ơi thì hôm nay thì con với em Phong Bụi có đến thăm bà. Dạ. Thông qua anh Nguyễn. Trời thì vợ chồng của ông bà Ngô Văn Năm. Dạ. Thì nhờ em Phong Bụi gửi cho bà 3 triệu đồng. Trời ơi. Dạ. Con gửi cho bà nè. Ở đây là ông bà Ngô Văn Năm gửi nhờ Phong Bụi gửi cho bà nha bà. Dạ. Bà cất ơi ba số tiền này bà cất. À, quên đi chứ. Ừ. Giờ sao ta? Để con cất cho đó. Bà cất được không? Được. Hay là con gửi cho anh Nguyễn cất giùm. Gửi Nguyễn đi. Dạ. Chừng nào ở sáng hả Nguyễn? Đây con cầm cho. Anh Nguyễn giữ giùm bà để cho sau khi mà bà mổ xong rồi vậy đó, anh mua thức ăn cho bà hay như thế nào đó để bà sinh hoạt hàng ngày ha. Dạ dạ. Đây bà cầm đi ha. Dạ bà cầm đi chút xíu có gì bà gửi cho Nguyễn ha. Dạ. Ừ, cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Rồi bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để ngày mai mình có sức khỏe để mình mổ mắt để mà mình thấy ánh sáng nha bà. Dạ. Nãy giờ tôi nằm võng á, tôi đợi Nguyễn. Nó không biết nó lại không, mới sửa dạng vô chung cho mồng mà. Dạ. Thấy nực quá thôi đi tắm. Một lần nữa thì thay mặt cho bà xin chân thành cảm ơn ông bà Ngô Văn Năm. Dạ. Đã gửi cho bà 3 triệu đồng cái chi phí để bà sinh hoạt cũng như là bà có cái số tiền để mà bồi bổ sức khỏe sau khi bà thực hiện ca mổ xong. Thì chắc có lẽ là đoạn clip hai anh em đến đây hết. Thì sau này khi bà mổ mắt xong thì hai anh em sẽ tiếp tục quay trở lại thăm bà. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác cùng chị. Cảm ơn nha. Dạ.